Các quý cô xinh đẹp, Melia mang đến cho các quý cô một thiết kế đầm xòe chất liệu gấm dành riêng cho mùa lễ hội và chắc chắn sẽ làm hài lòng các quý cô yêu cái đẹp. Với dáng cổ vuông tay phồng sẽ luôn nhận được sự ưu ái từ các quý cô khi khoe khéo được đường xương quai xanh quyến rũ và lại che đi được phần bắp tay chưa được thon gọn. Và điểm nhấn chính là phần bản cổ kết hợp với bông hoa 3D được đính kết thủ công sẽ tạo nên được sự nổi bật hơn cho bộ đồ. Với sắc hoa xanh đen sẽ mang lại được sự mới lạ và phù hợp với mọi tông da. Phần tùng xòe xếp ly sẽ che được khuyết điểm phần vòng hai chưa được thon gọn. Và thiết kế này cũng cực kỳ phù hợp để cho các quý cô đi làm, đi chơi hay là đi dự những buổi tiệc nhẹ nhàng. Vậy còn chần chừ gì nữa mà chúng ta không mau sở hữu thiết kế này đến từ thương hiệu Melia? Có hai cách thức đặt hàng vô cùng đơn giản. Đặt hàng online sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng và được miễn phí vận chuyển. Còn nếu mà có thêm thời gian thì xin mời các quý cô qua các showroom của Melia trên toàn quốc để lựa chọn và sở hữu cho mình những thiết kế ưng ý nhất. Thương hiệu thời trang thiết kế cao cấp Melia luôn đồng hành cùng các quý cô trên hành trình chinh phục mọi thành công.